Lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của sô-cô-la. Sô-cô-la đen có nhiều tác dụng với sức khỏe nhưng các loại khác thì không được như vậy. Được nhiều người ưa thích, sô-cô-la là món quà phổ biến trong dịp lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2. Không chỉ có hương vị thơm ngon, sô-cô-la còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt khi bạn ăn ở mức độ vừa phải. Sô-cô-la đen cung cấp cho bạn một hỗn hợp khoáng chất tốt bao gồm có magie, kẽm, sắt, phốt pho, đồng. Trong 40g sô-cô-la đen chứa 142 calo, 2g chất đạm, 10g chất béo, 15g carbohydrate, 3g chất xơ, 11g đường. Về lợi ích sức khỏe, sô-cô-la càng sẫm màu thì càng có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại nguyên chất có hàm lượng cacao rắn cao, tốt cho sức khỏe hơn loại chứa sữa màu trắng. Sô-cô-la đen có từ 50 đến 90% cacao rắn, trong khi sô-cô-la sữa thường chỉ chứa 10 đến 30% cacao rắn. Sô-cô-la trắng là bơ cacao, chất béo trong cacao nguyên chất không mang lại bất kỳ lợi ích cho sức khỏe nào của bạn. Để nhận được những lợi ích cho cơ thể, bạn còn ăn sô-cô-la đen chứa khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các hợp chất có chứa trong sô-cô-la đen bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị viêm, cải thiện chức năng não và tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Hỗ trợ tim mạch. Các chất chống oxy hóa trong sô-cô-la đen giúp giảm mức cholesterol xấu và ngăn ngừa mảng bám trên thành động mạch, trong khi flavonoid hạ huyết áp và cải thiện lưu lượng máu. Ăn sô-cô-la đen điều độ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim, làm dịu viêm nhiễm trong cơ thể. Có thể có nhiều năng lượng hơn. Trong sô-cô-la đen có tác dụng tương tự như caffeine để tăng cường năng lượng và tinh thần tổng thể. Hợp chất đó giúp cải thiện tâm trạng và khiến bạn tỉnh táo hơn. Ngoài ra cũng có một số rủi ro tiềm ẩn. Dù là loại nào, sô-cô-la đều có hàm lượng cacao cao, vì vậy bạn cần thưởng thức một cách điều độ. Bạn có thể ăn khoảng 30g sô-cô-la đen không quá 3 lần một tuần. Để định lượng khẩu phần, bạn hãy nhìn vào bao bì để biết lượng trọng lượng của mỗi thành sô-cô-la. Ngoài ra, bạn cũng cần cẩn trọng với những thành phần bổ sung như sữa, caramel, kẹo dẻo có thể làm giảm các tác dụng của những thành sô-cô-la. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.